Chào các bạn, là mình Kira đây. Hôm nay là Chủ nhật ngày 29 tháng 1, tức là mùng 8 âm lịch. Hiện tại thì mình đang ở quê Thanh Chương, Nghệ An. Ban đầu mình định là làm một cái vlog Tết, nhưng mà nhận ra là Tết thì đã qua rồi. Nhưng mà hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, vì vậy mình muốn ghi lại một cái vlog. Và đồng hành cùng mình hôm nay có thứ nhất là Papa Ken. Papa Ken, chào mọi người. Papa Ken. Ok, Papa Ken sẽ làm cameraman cho mình. Và ngồi sau mình là ông bố của mình, Nguyễn Tiến Nam. Xin chào mọi người. Chào mọi người. Thì bây giờ chúng mình sẽ đến một nơi rất là đặc biệt ở quê mình đó, ở xã Đại Đồng. Và như cái tiêu đề của video thì cũng đã viết rồi đó, đó chính là Trung tâm Ngoại ngữ Đại Đồng Family. Và chỉ còn cách đây khoảng 100 mét nữa thôi. Vậy là mình đang đứng trước Trung tâm Ngoại ngữ Đại Đồng Family ở thôn Thanh Cao, xã Đại Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Và bây giờ cùng mình tham quan khuôn viên của Trung tâm Ngoại ngữ nhé. Ok. Thì đi vào cổng chính thì chúng mình sẽ thấy có hai cái tòa nhà lớn ở đây. Đây sẽ là khu vực học của các em, học tiếng Anh của các em ở huyện Thanh Chương. Bên trái kia thì chúng ta thấy là có vườn hoa hướng dương cùng với một cái khu nhà nhỏ rất là xinh xắn. Đây sẽ là nơi mà giáo viên nước ngoài hay là giáo viên từ thành phố Vinh xuống đây dạy các em và sẽ ở lại đây qua đêm. Lúc này thì ở trung tâm đang có tiết học tiếng Anh dành cho các em học sinh tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3. Thì mình đã xin phép trung tâm và các bạn giáo viên để được vào dự lớp học và theo dõi các em nhỏ học tiếng Anh ở đây. Vì vừa mới ra Tết nên thầy giáo đang cho các bạn chơi một trò chơi nho nhỏ liên quan đến lì xì, hay tiếng Anh còn gọi là Lucky Money đó. Đa số các em ai cũng đều rất tích cực tham gia trò chơi. Khi thầy giáo đếm đến 3 thì ai cũng giơ tay rồi kêu mi mi mi. Lớp học thật sự đã rất là vui ngay từ những giây phút đầu tiên. Sau màn khởi động nhân dịp đầu năm thì các em lấy sách giáo khoa tiếng Anh ra để bắt đầu học nội dung mới trong buổi hôm nay. Nhìn khung cảnh này lại làm mình nhớ đến những ngày đi học ở trung tâm Language Link hồi mình còn là học sinh tiểu học. Và mình cảm thấy rất là vui khi các em nhỏ vùng quê của mình giờ đây đã có cơ hội được tiếp xúc với tiếng Anh sớm hơn. Và vui hơn nữa là khi chính các em cũng đều rất háo hức để được đến trung tâm và học ngoại ngữ. Có thể các bạn thắc mắc là trung tâm này được dựng lên từ lúc nào và được xây lên với mục đích gì? Thì bây giờ chúng mình sẽ đi hỏi những người đã đồng sáng lập ra cái trung tâm ngoại ngữ này. Let's go! Okay. Please take a seat. Yes. Nói tiếng Anh à? Không, nói tiếng Việt thôi. Oh, yes. I can speak several foreign languages. Bây giờ thì mình đang ngồi với các bác, gồm có chú Nguyễn Như Khôi. Bố mình là ông Nguyễn Thần Nam gọi là, và bác Ngân, như Ngân là anh trai của bố. Và mình cũng tò mò một chút là cái trung tâm này được xây dựng từ lúc nào và với cái mục đích là như thế nào. Cái trung tâm này á, thì bắt đầu là mấy anh em chúng tôi gặp nhau thì thấy có một cái ý tưởng là thế này: làm sao để cho con em ở làng quê của mình có thể tiếp cận được với tiếng Anh, mà trong cái điều kiện là Thanh Chương là một huyện miền núi, tiếng Anh ở cái vùng này thì con em chưa có điều kiện để tiếp cận tốt được. Thế thì rất nhiều gia đình là cuối tuần cứ phải đưa con đi xuống thành phố Vinh để học, và như vậy là rất vất vả. Thanh Chương cũng như Nghệ An là một cái vùng đất có truyền thống hiếu học,
Tuy nhiên cái việc tiếp cận với tiếng Anh ở quê mình ấy thì cũng rất là khó khăn, cho nên anh em chúng tôi có ý tưởng làm sao người thì có của, người thì có công, người thì có ý tưởng, và tất cả các anh em đều chung một cái gọi là cái dây dứt trăn trở suy nghĩ đau đáu làm thế nào để cho các cháu, các con ở quê hương mình, một vùng đất miền núi nghèo khó nhưng mà chăm học, thì có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận với tiếng Anh, cũng tức là có một tương lai tiếp cận với thế giới để sau này các cháu có điều kiện đi ra nước ngoài rồi tự học hành hiểu biết thêm, và cũng là một cái nơi để cho các cháu có điều kiện rèn luyện thể chất nữa. Đấy, tức là sức khỏe cùng với là trí tuệ có điều kiện được phát triển ngay từ chính mảnh đất của quê hương mình. Đấy, và mấy anh em cùng với nhau hình thành nên cái kế hoạch, và chỉ sau một năm thì đã có một cái cơ ngơi đã tương đối là hình thành khá là đẹp như thế này. Tôi muốn nói thêm một chút nữa, tức là hiện nay cái văn hóa đọc thì đang được khuyến khích, bởi vì cái xu thế phát triển của cái văn hóa nghe nhìn nó đang lấn át, và cái văn hóa đọc thì đang ở cái thế tương đối yếu. Nhưng mà nói thật là một thế hệ không đọc sách sẽ là một thế hệ bất hạnh, cho nên là chúng tôi cũng có ý tưởng là các trẻ em ở quê hương của chúng tôi thì sẽ có điều kiện được tiếp cận với cả sách vở và khuyến khích các em đọc sách. Thì ở đây có cả một cái tòa nhà cổ ở đây là sẽ được sử dụng làm cái thư viện, và các em sẽ được đọc sách, và con em của quê hương chúng tôi sẽ gửi sách từ nhiều nguồn, nhiều vùng miền, và chúng tôi cũng hy vọng là dù ít dù nhiều thì cái việc đọc sách cũng sẽ được phát triển ở đây. Và chỉ là thêm một người đọc sách thì chúng ta có thể thêm một niềm vui, và có cái tương lai là sẽ thêm một người hướng thiện hơn. Phó giáo sư Nam là một cái hướng là sẽ mở ra những cái diễn đàn để các cháu ở làng quê có thể trao đổi được với những cái thế hệ của các anh, các chú hiện nay đang ở nước ngoài, ở Mỹ, ở Anh, ở Úc, ở khắp nơi, để có thể là truyền cảm hứng các cháu rằng là những cái thế hệ đi trước từ làng quê này đã ra được với thế giới, thì thế hệ hôm nay không có cái lý gì không ra với thế giới được cả. Truyền cảm hứng các cháu là một cái cách thôi, chỉ có học ngoại ngữ, học kiến thức và rèn luyện một cái thể chất thật tốt để mà mở rộng cái tầm nhìn mình vươn ra thế giới, thì các cháu có thêm cái khát vọng để hướng tới một tương lai tốt đẹp. Xin phép được phỏng vấn bác Ngân. Bác hôm nay là đầu tiên đến đây đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, bác cảm thấy là khuôn viên như thế nào bác? Theo bác thì chỉ có thể nói là rất ấn tượng. Rất ấn tượng. Mà phải nói là ở cái vùng đất này ấy, cái khôi rồi chúng am đây mà có những cái ý tưởng mà tạo nên được một cái trung tâm ngoại ngữ, có một cái khuôn viên này là rất là đẹp, bình yên, mà lại có được những cái phải nói là đa tác dụng, phải nói là rất nhiều tác dụng. Nhìn thấy cái ngôi nhà cổ kia kìa, nghe các nói về cái chuyện mà tới sẽ lập tủ sách ở đây để tăng cái văn hóa đọc lên, thì cái đấy cũng rất là hay. Thế nên là chỉ có thể nói là bác rất khâm phục cái ý tưởng, nhưng mà đồng thời chỉ trong vòng chưa đầy một năm mà đã có được một cái khuôn viên đẹp đẽ như thế này, tuyệt vời. My name is Nam. My favorite food is nhut. You know nhut? Yes.
What is your favorite drink? My favorite drink is chè xanh, green tea. You know chè xanh? Yes. Green tea. Yeah, green tea from Thanh Văn. Yes, I know. You know. And what grade are you now? I am grade 3. Grade 3. Yeah. How many times per week? I learn English twice a week. Oh, good. Twice a week. Yeah, you use a very good English. No, I am a little. Oh. Every day at what time do you get up? I get up at 6 o'clock. And after that, what do you do? Wash face and brush my teeth. Yeah. And then? I eat my breakfast. Mm-hmm. And you go to school? Yes. What grade are you now? I'm in grade 4. Oh, grade 4. Oh. Your English is very excellent. Cũng trong buổi chiều hôm nay thì mình có tổ chức một buổi meet and greet nhỏ nhỏ để gặp mặt các bạn follower ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Mặc dù mình thông báo thời điểm hẹn gặp khá là muộn và cũng nghĩ là sẽ chẳng có ai đến, ấy thế mà đã có cả một nhóm bạn học sinh cấp 3 cũng như là hai bạn sinh viên đại học đến trung tâm để gặp gỡ và trò chuyện với mình. Thật sự rất là bất ngờ và cũng rất là vui các bạn ạ. Và không chỉ mình mà cả bố của mình cũng tham gia cuộc trò chuyện với các em. Không khí ở trung tâm ngoại ngữ lúc đó nhìn chung rất là náo nhiệt và đầy ắp tiếng cười. Cảm ơn các em Thanh Chương 1 và hai bạn Phật Tu đã đến gặp mình ngày hôm nay nha. Bên trong khuôn viên của trung tâm ngoại ngữ còn có cả một sân bóng đá cỏ nhân tạo rất chi là xịn sò. Và tất nhiên là mình không thể bỏ lỡ cơ hội được chạy trên sân cỏ sau bao nhiêu năm rời xa môn thể thao yêu thích này. Và vlog về chuyến tham quan trung tâm ngoại ngữ Đại Đồng Family ở quê mình xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog này và hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo nha. Bye!